Sáng nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã đến kiểm tra tình hình thi công, hoàn thiện công trình nâng cấp tôn tạo đài tưởng niệm thành phố và cải tạo mở rộng quảng trường 29 tháng 3 giai đoạn 1. Cùng đi có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng đôn đốc các nhà thầu khẩn trương hoàn thành thi công các hạng mục còn lại để hoàn thành đài tưởng niệm thành phố đúng dịp kỷ niệm ngày 30 tháng 4 năm nay. Dự án nâng cấp tôn tạo đài tưởng niệm thành phố và cải tạo mở rộng quảng trường 29 tháng 3 có tổng mức đầu tư hơn 212 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Trong đó giai đoạn 1, hạng mục khu vực đài tưởng niệm có kinh phí gần 35 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang hoàn thiện lát đá nền trung tâm, lát đá nền sân vườn, lát đá nền xung quanh chân bức phù điêu, lát đá bậc cấp lối lên phía đông để kịp khánh thành vào ngày 28 tháng 4 tới. Giai đoạn 2 dự kiến cũng sẽ khởi công trong tháng 5 năm nay. Đây là công trình quan trọng, là công trình văn hóa tâm linh mang nhiều ý nghĩa đối với cán bộ và nhân dân Đà Nẵng. Vì vậy, việc thi công công trình không chỉ đảm bảo tiến độ mà phải đảm bảo tính mỹ thuật, đạt yêu cầu về tôn tạo tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.